afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và ngày hôm nay mình đi chơi về nhân vật Joseph. Đây là cái bảng persona mình dùng nha. Rồi các bạn có thể tham khảo. Và đây là cái bộ trang phục của Joseph cầu mới, có tên là chủ nhân vong linh. Lấy hình tượng chắc là oan hồn vong gì đó làm chủ đề đúng không mọi người? Và các bạn có thể thấy là rất là đẹp, đúng không? Đẹp. Đẹp hơn cái skin thẩm phán nữa. Và dĩ nhiên là đây là cái bộ trang phục trong cầu kỷ niệm mà, đúng không? Cho nên là nó sẽ lộng lẫy hơn và lấy cái màu xanh lam với màu đen làm chủ đề. Nhìn rất là ma mị luôn. Nói chung là văn của mình dở lắm cho nên là mình cũng chỉ tả được đến đấy thôi. Nói chung là mọi người tự cảm nhận nhé. Đó, rất là thơm đúng không mọi người? Rồi, vô game luôn nha mọi người ơi. Đây là tài khoản của bạn Trúc Phương, cho nên là rất là cảm ơn bạn đã mở ra rồi cuối cùng là inbox cho mình mượn để mình có thể review đến cho mọi người. Ở Joseph thì được chỉnh sửa lâu lắm rồi nhưng mà mình không có làm bởi vì là mình biết là nó được leak cái bộ trang phục này ấy, cho nên là mình chờ đến ngày hôm nay mình làm luôn. Là cũng hơi lâu đúng không? Hơi lâu. Chỉnh sửa hitbox nó sẽ chém nhanh hơn miếng này. Thứ hai nữa là bách bài sẽ có một cái gì đó gọi là xảy ra liền luôn. Nó có hiệu quả liền chứ không phải là dài dòng văn tự nữa. Đấy là hai cái sự chỉnh sửa nho nhỏ thôi. Wow, cái mái tóc này rất là giống với cái bộ trang phục của nghệ sĩ violin nha. Nó rất là mờ mờ ảo ảo ấy. Máy ảnh này nhìn rất là ngon đúng không? Vô trong đây thì rất là đẹp trai, mái tóc rất là dài. Đây là cái đặc trưng của Joseph rồi, cho nên là chắc là cũng khó để bỏ. Mình thì cũng không thuộc Spawn đâu, cho nên là cứ đi theo các cụ mách bảo thôi. Chỉ ở đâu thì cứ đi ở đấy thôi, chứ mình cũng không thuộc Spawn nhiều. Gì mới thấy chấm đỏ đây mà ta. Đây 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 đây, bé gái. Thanh kiếm thì được bao vây được một cái đám khói rất là mờ mờ ảo ảo, nhìn như là kiếm siêu nhân vậy đó. Áo choàng thì giống như là cái bộ trang phục quái điểu của nhân vật thợ vườn. Rồi, để cho kiếm được ai nữa không? Trận đấu này có nữ điều phối nên là mình phải cầm phấn khích với bảng 36. Chứ nếu không thì mình sẽ cầm tốc biến rồi. Để tránh cái sự sung sướng khi nó bắn á mọi người. Nó bắn lên nó sướng đúng không? Cho nên là mình phải dùng phấn khích để ngăn chặn cái hành vi này lại. Nick của bạn này thì mình cũng xin là cho anh là được mua cái phụ kiện thử trong shop guide nha. Trong đấy thì có 40 xu thôi. Thế là mình cũng vào mình hỏi, bạn bảo đồng ý. Thế là mình mua cái phụ kiện dùng chung luôn cho nó sảng khoái, cho nó đẹp, lộng lẫy luôn một bộ luôn. Chứ không thì cảm giác nó rất là phờ en phèn huyền phèn đấy. Giờ đây là cũng rất là vui. Nhưng mà dĩ nhiên là được sự đồng ý của chủ ạc nha, chứ không phải là tự tiện nha. Bởi vậy cho nên là tôi cũng kiểu biết trước biết sau lắm ấy, chứ không phải như gì đâu. Nhưng mà có một số cái trường hợp gọi là mình cũng không được không được sự yêu thương của những người mà kiểu mình quý. Nhưng mà không sao cả. Nhìn tới nhìn lui thì mình cũng có rất là nhiều bạn xung quanh trên thế giới, trong game này cũng thế. Yêu thương, cho mượn tài khoản để chơi đúng không? Buồn thì buồn trong tâm một chút thôi, nhưng mà đối với trên thế giới YouTube này thì cũng có rất là nhiều bạn ủng hộ mình, nên là chả có gì phải buồn cả. Tẹt rô cũng vừa lắm. Rồi lên ghế luôn, rất là thơm. Trang phục này nhìn khá là có kiểu giống như tạo hình khá là giống với trang phục S của nhân vật nghệ sĩ violon mà mình không nhớ tên gì. Nhưng mà nó khác ở một chỗ là thanh niên này chân tay đồ nó hiển thị rõ hơn cái ông violon đấy. Ồ, đã cứu Hương Sư rồi. Chém luôn.
vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nhân vật đó chính là bạn điều phối ở đâu. Rồi bây giờ mình sẽ bách bài này. Đấy, các bạn thấy cái cam không? Nó tự thay đổi. Cam hướng nào mọi người đi theo hướng đó là thấy người nha. Ngon quá, gặp ngay tù nhân. Vậy khả năng là tù nhân nãy cứu Hương Sư rồi. Lát nữa 6 giờ là mình sẽ đi hẹn hò với bà thím, bà chị. Ngày hôm qua đi coi phim rồi, ngày hôm nay là đi ăn mì cay. Đi đi chứ ở nhà hoài nó lú người ra ấy. Mà các bạn ở nhà hoài các bạn sẽ bị nói là con gà công nghiệp. Mình ngoan ngoãn ở nhà thì cũng bị chê, mà mình đi đâu ở ngoài đường nhiều quá mình cũng bị chê. Riết rồi, cái thế giới này nó giống như là một cái không thể nào mà chiều lòng được, hầu hạ được cái mà mọi người mong muốn ấy. Cho nên là dạ mẹ, mình thấy vui mình cứ làm, không sai trái là được. Chứ bây giờ mọi người thấy không, giống như tôi này, buồn mấy ngày hôm nay, không lên clip kể, nhưng mà hôm nay kiểu buồn quá mới nói. Cho nên là cứ thoải mái mọi người. Trời ơi, vui quá. Ồ, bách bài là có con quả nó bay ra này, nhưng mà hình như là con điểu ấy. Dám bắn mẹ hả? Khi mà dùng thẻ bài là nó có cái hình con chim điểu nó hiện ra mọi người, chứ không phải là con quạ đâu. Quả này thì máu lẻ cho mấy bạn kia khó chị Hương lắm luôn. Joseph nếu mà biết chơi ấy thì sẽ rất là mạnh. Và những cái bạn survival mà biết khắc chế về máu ấy sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà mình thấy cái máu kiểu này mà không có bác sĩ hoặc là bartender thì hơi bị thốn. Rồi, đi hốt hụi thôi. Dạng người đẹp trai ghê luôn á. Để mình bách bài ra coi có ai không. Thêm một cái tẹt rô nữa. Rất là ngon. Để mình cho bạn này lên đĩa luôn. Đấy, các bạn thấy con chim nó bay không này. Đấy, nhìn sang ghê luôn. Trang phục mà không có phụ kiện thì cảm giác nó vẫn thiếu thiếu đúng không? Nó chỉ đẹp về hình thức thôi, còn về kỹ năng là không có một cái gì cả. Cho nên là phụ kiện rất là quan trọng so với tất cả những cái bộ trang phục. Bây giờ mọi người có trang phục đẹp mà phụ kiện không có thì cái chiêu thức của mọi người nó cũng y như mặc định ấy. Cho nên là đó là lý do vì sao mà mình thích phụ kiện hơn trang phục, là lý do vì thế. Bây giờ đang cân nhắc là có nên mua mỹ nhân không. Tại vì mình mua cái phụ kiện rồi, còn cái bộ trang phục thì đang phân vân. Tại hôm nay có cái thẻ 40% ấy, không biết là có nên mua hay không nữa cơ. Rất là đau đầu. Bổn cung thật là đau đầu quá quý vị ơi. Nghe mùi Hương Sư đi cứu điều phối này, để xem cứu được không. Mình thích nhất cái bách bài nha, nó hiển thị con quạ, con điểu chứ, mẹ cái mồm. Nó hiển thị con điểu lên nhìn sang vãi, để bắt luôn Hương Sư đi. Hương Sư là có thể lục hòm nên mình bắt trước. Chết liền luôn. Hôm nay mình đọc comment của mọi người bảo là cái tông giọng sao mà trầm trầm kiểu nghe không quen. Thì bây giờ buồn thì có gì đâu mà vui vẻ mà nói cái tông lên tông được nữa. Không biết bao giờ mới tìm lại được niềm vui. Nhưng mà chỉ lên đây than thở với mọi người để mọi người nghe, mọi người hiểu hơn tôi như nào thôi. Chứ thực ra thì chả biết nói với ai cả. Không biết nói với ai luôn. Lên mạng thì cười hí hí chụp hình, nhưng mà trong lòng thì u uất nỗi sầu. Buồn như Joseph vậy đó. Skin của Hương Sư đẹp quá ha. Đứng cạnh cái bộ này nhìn nổi hơn hẳn skinhead luôn á. Bị lu mờ dã man. Rồi mấy ông bà kia đâu à? Có tự heal không? Để mình bắt bé gái trước. Tự nhiên nhắc Hương Sư lên cái bộ trang phục này bị lu mờ dã man luôn. Ủa đầu hàng à? Ừ vậy đi cho nhanh. Trời đẹp quá à.
nhìn ma mị dễ sợ ấy. Và mọi người đừng chuyển kênh nha, mình sẽ thêm trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Ồ, hình như nick bạn này nick bạn này với ranh nhẹ nè. Ok ok ok, dễ. Ôi dồi ôi, lát nữa tính đi ăn mì mà cuối cùng là trời nó âm u dã man. Mới đâu mới tầm 1 giờ chiều mà bây giờ cái màn phòng của tôi nó đen thui từ lùi vô. Nhưng mà mưa gió là không cản được chân của Hoan đâu ha. Mưa gió thì mặc áo mưa đi. Trời ơi, ngày hôm đầu chưa biết gì ấy, thế là ngựa ngựa đi ăn mì cay cấp độ 1.5. Úi giời ơi, tôi tưởng tôi hóa rồng ngay cái quán mì luôn ấy. Cái môi nó đỏ ửng lên, xong rồi nước mắt, nước mũi, mồ hôi, ngồi phòng máy lạnh mà cứ tưởng giống như là ngồi cái hỏa diệm sơn gì đó. Nghĩ mà kinh khủng. Cho nên là ngày hôm nay có đi ăn thì sẽ là ăn cấp 1 thôi. Mà nhiều người lại không ăn cay được. Đấy, khổ. Ngày xưa mình cũng đâu biết ăn cay là gì đâu, cho đến khi mà làm quen dần dần với chai tương ớt ấy. Cái thời mình còn bé đã có tương ớt Chinsu đâu, sau này nó mới có. Hồi đấy là nổi cái tương ớt rồng Việt lắm. Không biết giờ còn không, nhưng mà hồi đó nổi dã man. Nước mắm là nước mắm bốn phương nha, chứ không phải nước mắm Chinsu như giờ. Trời ơi, bà đặt vòng ở đây. Nó chạy luôn rồi. Cái vòng ở trên trên nhà lớn. Sau này là nước mắm Chinsu với cả là mấy cái thương hiệu Chinsu xuất hiện thì nhiều người tiêu dùng hơn, tại kiểu nó nhìn nó uy tín ấy. Với lại cả vị của nó sẽ gần gũi với vị của người Việt Nam. Úi giời, ngon quá tẹt rô, hay quá. Nhưng mà bên nước ngoài thì mình thấy là họ không ăn nước mắm, họ ăn muối. Bởi vậy là khi mà họ qua bên Việt Nam mình, họ thấy nước mắm thì họ thấy lạ. Mà khi mà ăn thử rồi thì lại thấy ngon, thấy lạ miệng, đâm ra là ngon. Muốn qua bên đây, bởi vậy cho nên là mọi người hay thường thấy là cái phỏng vấn. Thường thường người ta hỏi là cái gì, what do you try Vietnamese food? Cho nên là cái câu nào, cái câu đấy kiểu giống như cái câu rất là cơ bản. Gặp người Tây là người ta cũng hỏi trơn. Năm nhất mình có đi phỏng vấn thì mình có hỏi hai cô không biết ở nước nào, mình không có hỏi. Nhưng mà tôi hỏi là do you try phở? Xong cái no, 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 no. Trời ơi, chết đi. Để mình giết luôn quỷ đồ cổ. Canh bán mẹ hả? Không còn tương lai nữa đâu ha. Không có tài năng thì đừng canh bán mẹ. Ok, gần hết thế giới ảnh rồi. Chui vào đấy cũng thế thôi. Bà Ada chạy đâu ngang qua vậy trời. Do you try Vietnamese food? Yeah, I try phở. I try gì nữa trời, bánh xèo. I try bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng, đúng không? Ok, xoay màn hình thấy có bạn nào bên kia rồi. Bánh mì, bánh mì, đúng không? Úi giời, cái con này nó đập ván mình mọi người ạ. Thôi kệ, cứ theo phương pháp là một ăn hít, hai ăn ván thôi, cho nên là cứ thoải mái mà đi qua thôi. Găm ba cái ván rất là vớ vẩn. Giời ơi, cái con này nó dẻo thế mọi người. Cái con beautiful này nè. Ê, cái hiệu ứng bách bài của cái bộ trang phục này nhìn nó mượt nhỉ. Hay là do chỉnh sửa không rõ nhưng mà nhìn rất là mượt nhé. Úi giời ơi. Thôi xóa clip thôi chứ nhục nhã quá rồi. Kinh khủng. Rồi 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 rồi, mẹ tới nè. Để mẹ rập hết cái ván đây coi. Úi giời ơi, bà kia.
Bà có tỉnh táo vậy bà? Mới bling xong luôn á. Mới bling xong mà bà còn nhảy qua nhảy lại giống như là hả? Bà sợ zoom ke hay là bà sợ bách bài? Xin lỗi ha, ở đây không có kỹ năng bách bài đâu. Không có biết bách bài cho nên là cứ yên tâm mà nhảy ván. Rồi, lên đây coi có ai không. Wow, đông quá. Ủa? Ủa, ông nội này ở đâu ra vậy trời? Vừa mới chui khỏi vòng sang ấy. Để mình gõ đầu con chủ tế luôn. Rồi, lên đĩa luôn đi. Quỷ. Ngày hôm nay rất là bận rộn luôn á. Nhưng mà chơi những cái bộ trang phục, những cái bộ skin thì công nhận là vui. Được trải nghiệm. Cho nên là cảm giác rất là đã. Thôi cho con quỷ này lên trước đã. Cái con top 2 này nè. Không cho nó lên ghế là không được. Rồi xong hiến một cốt. Rồi. Mời bạn lên ghế nha. Riêng cái con nhỏ Ada này á hả, tôi nói cho mà nghe nè, nó bị khắc chế bởi Joseph á mọi người. Không trốn sống nó là không được. Úi giời ơi, ai dẻo hơn trả lời liền. Không còn tương lai nữa. Riêng quỷ Ada này Joseph xử đẹp hai hit là xong. Cho nên là mình không phải ngán nó. Yêu nhau bên này đúng không? Tới liền, tới liền. Vui quá nè. Hay quá nhờ. Vậy thôi, mình xin phép cho bạn lên ghế luôn. Trong thế giới ảnh đi. Đâu rồi không biết. Ủa, tưởng vòng đi thẳng qua đây chứ. Đây rồi. Cục cưng. Bây giờ cái cần là lên đây coi có chủ tế không đây này. Ồ, cái máy này vừa nổ luôn. Để mình cho con quỷ này lên ghế đã. Rất là phiền luôn á, thật sự luôn. Nhưng mà mọi người chọn Hunter chơi thì nên chọn những Hunter mà kiểu khắc chế được survival ấy, rồi hãng chọn. Chứ đừng có dại mà đâm đầu vào chọn những cái đứa Hunter mà dễ bị survival, team người ta chọn dễ khắc chế thì sẽ rất là khó. Có nhiều nick của mọi người gửi nick cho mình ấy thì mình cũng tùy trận mình chơi, chứ không phải đâm đầu vô là chơi ngay cái skin đó. Ô, không cho kịp cho lên ghế rồi. Ồ, chắc ta leo qua máy bên kia thôi. Úi giời ơi, không có ai. Tôi nghe cái tai nghi nghi rồi. Nhưng mà mình cứ giả vờ đánh. Đánh lừa con tim. Ôi sấm dã man luôn. Không biết có đi được không trời. Ôi đừng có mưa anh ơi. Để cho em còn đi ăn mì cay. Chứ bây giờ cuộc sống này nguyên một ngày chỉ trông chờ vào bữa mì cay của cuộc đời. Ê, chạy sao nổi. Chủ tế sửa máy cuối cũng mặn lắm à nha. Nhưng mà không sao. Bây giờ là chắc đang trong chế độ tăng tốc giải mã rồi, cho nên là nó cũng chả ngán đâu. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có đi kiếm hầm thôi. Để mình check cái hầm thử coi. Cái hầm ở đây này. Ngon, hết pin nữa chứ. Hình như xong trận này là hết pin, pin sạc là vừa đó. Không còn tương lai nữa. Ê, nhìn cái hiệu ứng chuyển bài nhìn mượt nhờ. Rất là mượt luôn ấy. Wow. Wow, đi cứu ghế chi vậy bà nội? Ai dạy trả lời. Tại sao dám đi cứu ghế trong thế giới ảnh? Thật vô nghĩa.
Và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Cảm ơn Trúc Phương đã cho mình mượn cái bộ trang phục này để có thể review đến cho các bạn khác cùng xem, cũng như là sự thay đổi sức mạnh của Joseph. Một công đôi chuyện luôn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ channel của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Bye bye.